Chào tất cả anh em, hôm nay là thứ hai đầu tuần, mình chúc anh em có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Đây là cái video thứ ba mình sẽ tiếp tục chia sẻ tới anh em, vì cái video này là video quan trọng khi cái thành quả của mình đã hoàn thành, mình đã làm hoàn thành cái inverter DIY. Thì anh em nhìn đây là cái inverter mình đã đóng vào cái hộp gỗ và thiết kế đầy đủ một vít cắm và một công tắc bật luôn bằng cái ổ cắm silo. Thì cái inverter mình tự làm này ấy, nó cái công suất cỡ biến áp thôi nhé, tính mình theo tính nhà biến áp cho nó ok nhất, vì biến áp này nó có 1.000 tầm 300W, 1.200W để chạy ok, ở tầm 1.800W là ok, cứ liên tục như thế là ok. Và đây cái mạch này là mạch hệ 24V, nó là mạch được 2.000W, nhưng cái biến áp mình chỉ có thế thôi thì mình sử dụng vậy. Thì đây là cái tổng quan anh em này, mình sử dụng là ba cái quạt, một cái quạt là có bo, một cái quạt nằm mát cho toàn hệ thống bên trong và một cái quạt to hút ra. Thì mình cũng đã làm cái chắn đây để không cho côn trùng con chước bay vào, đằng sau hai cái lỗ để nó thông hơi để nó hút gió vào. Thì anh em nhìn thấy, còn phía trước, còn phía đằng sau anh em này, mình đã sử dụng có cái cọc, anh em nhìn thấy chưa, đây mình sử dụng cái cọc đây, mình cũng thử làm cái cọc như này để bắt dây bắt riết cho nó đơn giản cho nó dễ. Đó, cọc như này mình đóng bằng gỗ hết. Khi mình đóng xong gỗ thì mình bôi tí dầu nhớt xe máy và anh em bôi vào đây thì nó sẽ không bị mọt mối nha anh em nhé. Đó, đây là cái mẹo cực hay luôn. Thì trước hết thì xem tổng quan rồi mình sẽ test nấu một cái biến, nấu một cái ấm siêu tốc rồi nhá, cho mình cho nước sẵn rồi đấy, tí mình sẽ test và thử nghiệm. Thì anh em nhìn này, mình trên cái này mình sử dụng đó là một cái quạt hút này, quạt hút trước này, hút khí nóng ra anh em. Thì mình sử dụng là một cái bo hạ áp đây, từ 24V xuống 12V, tùy chỉnh cho làm sao cho quay quạt êm nhất. Thì sử dụng hai cái quạt anh em nhé, qua cái bo này hai quạt đây, một quạt là hai quạt, là quạt là thổi bên trong toàn bộ và quạt này hút ra. Nó rất êm, nó không có tiếng kêu đâu anh em. Thì mình sử dụng bằng công tắc, anh em nhìn này, mình sử dụng công tắc này. Đây, mình sử dụng công tắc. Khi mà mình bật inverter thì mình cũng đồng thời mình bật luôn hai công tắc thì nó sẽ quạt ra quay, anh em nhìn chưa, điện chưa, và quạt ra quay này. Mình thiết kế như thế, anh em nhìn nó quay chưa? Rồi, mình sẽ tắt đi nhá. Thì quạt nó cũng tắt luôn. Anh em nhìn nó dừng lại chưa? Rất là êm. Đó. Tất cả các thứ ở trên này, bo mạch thì mình sử dụng cốt kết đầy đủ. Và mình đã thử làm qua thì mình thử nghiệm được cả cái cuộn hạn dòng bằng cái cục vuông này thì nó hơi bè bè anh em nhé. Khả năng là hơi không sao cả vì nó không quan trọng lắm, nhưng nó hơi bè bè. Kể và sử dụng cuộn tròn thì nó ok hơn. Có thể mình quấn bằng cái dây này, mình tận dụng bằng cái dây này, có thể nó bè bè cây dây này. Còn cái này thì mình đã gắn keo đầy đủ rồi mà nó vẫn bị, do cái dây, có thể là do cái dây. Thì anh em nhìn tổng quan của mình đây. Đó. Trước đây mình chỉ dùng một ổ cắm thôi. Khi mình cắm ra mình sẽ cho ra một ổ cắm khác, thì đây mình sử dụng cái ổ tạm ổ cắm này để cho ra. Tí mình đo đường điện xem nó như nào. Thì bây giờ mình sẽ test luôn nhá, đỡ mất thời gian cho anh em coi. Bây giờ mình sẽ cắm cái này. Cắm. Và mình sẽ bật cái inverter luôn. Như này. Mình sẽ bật cái inverter. Bật cả cái quạt luôn cho nó chạy. Đó. Thế anh em nhìn này, inverter thì đã hoạt động nhá. Đèn xanh này. Quạt làm mát thì mình cho làm mát toàn bộ hết trong này, đã chạy rồi. Sau này mình sẽ bịt một cái tấm kính vào đây, nó kín. Rồi mình sẽ thử cắm một cái ấm siêu tốc. Đây cái ấm này nó có công suất là 800W anh em nhé. Mình không nhớ rõ là 800 hơn 800W đấy. Bây giờ mình sẽ cắm nhé. Mình cắm sẵn này, mình cắm sẵn cái dây của nó đây này. Đó. Cắm sẵn cái dây đây rồi. Ổ cắm đây. Anh em nhìn rõ chưa? Thì pin mình vẫn sử dụng là pin 18650. Hôm nay mình kép hai khối. Rồi. Mình sẽ đi kép hai dây này. Dây này là dây 6 thôi. Nó nhỏ. Nhưng mà dây là dây chịu nhiệt anh em nhé, giống như cái dây đấy ấy. Rồi mình sẽ đặt cái ấm siêu tốc vào. Sẽ đặt vào. Đó, mình đã đặt rồi đấy. Cái ấm anh em này, cái này nó hơi bè bè kêu tí này. Đấy, cái này do cái này này. Rồi mình chạy khi nào xem cái quạt này nó nóng nó quay không nhá. Đấy. Mình sẽ thử khi cho nó cái ấm cái nó sôi nước thôi. Anh em nhìn nó reo chưa? Có nước ấy, trong đấy có nước rồi đấy. Mình nhìn này, ở trong nó có nước ấy, nhìn này, xanh xanh này. Đấy chưa?
anh em cái điện áp này 224V chưa? Ok anh em nhé. Đấy. Đấy, 224V không bị sụt áp anh em nhé. Có nghĩa mình thấy là mình đang đạt nó đấy, đấy nó chạy một lúc cho nó sôi thôi. Và khi nào cái quạt nằm mát của cái tấm của cái bo ấy, anh em nhìn này, cái bo này. Nó mà quay thì mình sẽ quay nhất cái camera mình quay, bởi vì là trong này nó rộng nên là mình không tổng quan được cho anh em thấy. Nhìn dây mình cắm này. Đấy. Đó. Đấy. Sôi rất nhanh. Thì đáp ổn định mà. Nên là nó sôi rất nhanh. Ok, 224V anh em này. 36 3 32 cho nó xuống gì nữa không nè, cái ổ cắm nó hơi kém anh em. Ok, như này là ok, từ 24 xuống 23 rưỡi là được rồi, như thế là nó ổn định nhá. Mình sẽ cho nó sôi sục luôn. Biến áp thì mới cắm một lúc nó vẫn lạnh tay anh em ơi. Đây, và mình sử dụng là hai quạt, khi mình lắp cái nắp vào đây thì nó kín thì mình phải hút cái khí nóng ra, khi cái biến áp này nó sinh nhiệt và cái bo mình nó sinh nhiệt mình phải hút ra, mình làm này cho nó đảm bảo quay rất êm anh em nhé, không có tiếng kêu luôn, vì quạt mình lựa chọn quạt tốt và mình để cái số vôn của nó tầm khoảng 8V thôi để nó quay không quá mạnh để không phát tiếng ồn. Xem dây nào, dây rất là mát, chưa thua gì, chưa dòng treo không có ăn thua gì cả, sò rất là mát. Như này là hoạt động ok anh em ơi. Mình sẽ chờ. Cả có gói cà phê đây pha nữa thì ngon quá, nhưng mà hôm nay quên rồi, không đi mua. Có anh em thấy ok không? Ồ, sôi nhanh phết. Tí thôi. Nó đã sôi rồi đấy. Điện áp thì ok luôn. Lạnh ngắt, dây cũng lạnh. Dây hơi có một chút hơi ấm ấm. Dây này là dây 10 anh em nhé, dây ở chỗ này là dây 10, mình làm theo bằng cái dây cái biến áp thì mình phải làm theo nó thôi, bởi vì là khi cái biến áp của mình nó ra là cái dây 10 thì mình sử dụng đây dây 10 cho nó cân bằng cân đối, đừng có to hơn nó làm gì cả. Đó, một đoạn thôi thì cái mạch mình vẫn còn lạnh tanh nha, bởi vì là cái mạch này là 2000W anh em nhé, mạch 2000W nên là mạch còn lạnh lắm, chưa có sinh nhiệt được để cho cái quạt nó quay. Ok, cái này anh em có thể cho nó đứng lên nhé, cho nó đứng lên, cho nó làm đứng lên kiểu này. Đấy. Hoặc là cho nó nằm kiểu này, mình thì mình thiết kế cho nó kiểu này thôi, xong mình sẽ bắt 4 cái chân vào. Anh em thấy không, nó không có tiếng kêu, rất là êm, quạt quay rồi nhưng không có tiếng kêu, nó chỉ kêu do cái nước sôi thôi. Tí mình sẽ tắt nước sôi đi, xong mình quay cho anh em xem nó có phát tiếng kêu không. Như chỉ yếu là anh em lựa chọn được cái farm nó ok là được, farm nó cực kỳ ok được. Và cũng chia sẻ thêm với anh em, mình mới đi kiếm được một số cái linh kiện này, hôm nào mình video sau mình sẽ chia sẻ với anh em, mình chưa thử đâu. Anh em nhìn này, cái UBS này, đó, cả nguyên cái UBS. Đó, video sau mình sẽ thử nhá. Và một số pin sạc dự phòng nữa. Đây này, mình lấy cả này về lấy pin xem như nào. Đấy, anh em à, sạc vẫn sống luôn đấy, 10k một cái thôi, nhìn này. Vẫn xong luôn. Đó, anh em thấy chưa? Vẫn xong. Còn cái này là cái video trước mình đã làm đấy anh em. Nó sống nó chạy con lành luôn, nó sạc mấy lần iPhone luôn. Đó, anh em nhìn chưa? Pin 100% này. Đó. Còn cái này nó đứt gãy chân sạc chưa sửa, nhưng mình chỉ tháo ra lấy pin thôi. Xever này. Gì đây? Anh em này. Đó. Đây nó gãy chân sạc nên người ta không sạc được. Rất là đẹp. Quạt quay rồi này, mình để sôi từ lẫy giờ đấy, quạt quay này, đấy, quạt farm quay chưa, quay rất là tít, quay cực tít luôn, anh thấy nó rú chưa, cái quạt rất là khỏe, mình cứ để nó sôi một lúc, cho nó thoải mái, hơi ấm rồi, không có sinh nhiệt gì cả, nhưng quạt đã quay. Chính đó là cái con trở nhiệt của mình nó hoạt động khá ok. Khi mình lại cái nắp vào anh em thì nó rất là kín.
nên mình phải cần cái quạt nó tốt một chút và cái mức độ hút gió ở đây ra tốt chút. Nó chỗ này này, khi nó hút ra ấy thì mình cần nó phải hút ok và êm thì nó mới đạt độ yên tĩnh ở trong gia đình và hoạt động nó hoàn hảo, không được gây ra tiếng ồn. Ok đấy nha. Thôi bây giờ mình sẽ tắt cái ấm, sau chờ quạt khi nó dùng lại. Đó, nước sôi cạn đi bây nhiêu, cạn hẳn một nửa luôn. Chờ cái farm nó dừng lại anh em nhé. Anh em cái farm này nó rít hơi mạnh. Mình là dây của mình này. À, mình đi 2 giây lạnh tanh luôn. Không có xin nhơi gì cả. Rồi ok, farm đã dừng lại. Thế là mình đã hoàn thành một cái kích khá là ok, khá là đạt tiêu chuẩn. Và mình cũng chúc anh em có thể làm được một cái emitter ok và hoạt động hoàn hảo, tốt hơn mình, đẹp hơn mình và dùng sướng hơn mình. Xin chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.